Triệu Vy sở hữu tài sản tỷ đô nhưng hầu hết đều do làm ăn phi pháp mà có. Vụ việc Triệu Vy bị cho bay màu khỏi danh sách một loạt các bộ phim cô tham gia đang gây xôn xao dư luận. Nhiều trang tin lớn của Trung Quốc cho biết nữ diễn viên đã sang Pháp, nhưng một số nguồn tin khác thông báo cô bị giam lỏng để phục vụ công tác điều tra. Còn Triệu Vy, ngày 29 tháng 8, cô có thông báo mập mờ về tình trạng của mình. Liên quan đến thông tin Triệu Vy bị xử lý vì dính líu đến sai phạm kinh tế, các tờ báo lớn ở Trung Quốc đã phát hiện nhiều bất ổn trong hoạt động kinh doanh của vợ chồng én nhỏ vài năm trở lại đây. On nhận định công việc kinh doanh và đầu tư của vợ chồng Triệu Vy mập mờ, thậm chí có không ít doanh nghiệp ma, hoàn toàn không có hồ sơ đăng ký. Kể cả sau khi nhận án phạt cảnh cáo của giới chức đại lục, họ vẫn tiếp diễn hoạt động làm ăn lòng vòng, thiếu minh bạch nhưng chuyển sang thị trường Hồng Kông. Theo Business News, từ năm 2014, truyền thông và dư luận Trung Quốc đã không ngừng đặt câu hỏi về sự phất lên nhanh chóng của Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Khi đó, nữ diễn viên gây xôn xao khi cùng chồng bỏ ra 400 triệu đô la Mỹ để mua 9,18% cổ phần công ty Alibaba Pictures, trở thành cổ đông chiến lược chỉ sau Jack Ma. Cùng năm, Triệu Vy thành lập quỹ Vân Phong dưới danh nghĩa mẹ ruột Ngụy Khả Dĩnh. Quỹ này sau đó đầu tư 77 triệu đô la Mỹ vào Ant Group, công ty liên kết của Alibaba. Năm 2015, New Fortune công bố vợ chồng Long Vy vào top những tỷ phú dưới tuổi 40 giàu nhất thế giới. Cặp đôi đứng thứ 35 trong danh sách với khối tài sản khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Lúc này, thân thế doanh nhân Huỳnh Hữu Long và những thông tin liên quan đến việc kinh doanh của hai vợ chồng được báo chí khai thác tối đa. Apple Daily tiết lộ Huỳnh Hữu Long có xuất thân ba đời trong gia đình đều làm nông. Họ sau đó rời quê và giàu lên nhanh chóng. Huỳnh Hữu Long được tiết lộ từng là tài xế của nguyên thị trưởng Thâm Quyến, ông Hứa Tông Hành. Thời gian sau, nhờ tín nhiệm, chồng Triệu Vy lên như diều gặp gió trong việc kinh doanh bất động sản. Thông tin này bị phía Huỳnh Hữu Long phản bác với lời tuyên bố chưa từng làm nghề tài xế, đồng thời từ chối chia sẻ quá trình vượt khó làm giàu của bản thân. Vì vậy, báo chí Trung Quốc đồng loạt gọi Huỳnh Hữu Long là thương gia thần bí. Từ năm 2017, dư luận ngỡ ngàng khi biết được phần lớn tiền của vợ chồng Triệu Vy kiếm được đều dựa vào chiêu trò gian lận. Họ thường xuyên sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính, khai khống khoản đầu tư nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao để kiếm lời. Hậu quả khiến hàng chục nhà đầu tư nhỏ lẻ phá sản. Họ bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phạt nặng, theo Tân Hoa Xã. Về phía Triệu Vy, hoạt động kinh doanh rượu vang của cô cũng không minh bạch. Năm 2015, nữ diễn viên đưa sản phẩm rượu do công ty mình phát triển bán ở thị trường Trung Quốc. Chateau Molon những năm qua luôn nằm trong top 5 công ty có doanh số bán lẻ hàng đầu đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, khi thời báo Kinh tế Bắc Kinh tra cứu thông tin thương nghiệp của Chateau Molon ở Trung Quốc và Pháp, công ty không tồn tại. Gọi vào đường dây nóng lại được thông báo số điện thoại này không phải của Chateau Molon. Các nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng cũng chia sẻ họ không biết địa chỉ công ty ở đâu. Nhà phê bình rượu Sean McNolan đã chỉ ra sự bất thường trong hoạt động sản xuất rượu của Triệu Vy. Chateau Molon có tổng diện tích 8,5 ha, chỉ có thể sản xuất tối đa 30.000 chai một năm. Tuy nhiên, báo cáo sản lượng của Chateau Molon lên đến 500.000 chai một năm, khiến ông đặt câu hỏi về nguồn gốc của 470.000 chai rượu còn lại. Nữ diễn viên từ chối bình luận. Lần cuối cùng truyền thông biết về khối tài sản còn lại của cặp đôi là vào năm 2019. Theo Hồ Nhuận, Huỳnh Hữu Long nắm giữ 695 triệu đô la Mỹ, giàu thứ 912 ở Trung Quốc. Hai năm qua, họ trượt khỏi top. Tháng 3 năm 2020, thời báo Kinh tế Bắc Kinh phát hiện Huỳnh Hữu Long và tỷ phú Lâm Quốc Thái từng đầu tư 70 triệu đô la Mỹ vào dự án phát triển dây chuyền xi măng của Mongolian Energy Company. Sau đó, Mongolian Energy Company thông qua công ty con Mizu Mongolian ký kết bán thành phẩm cho công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng quốc gia Trung Quốc. Sau khi tra cứu, phóng viên phát hiện Mizu Mongolian do Huỳnh Hữu Long làm chủ. Tuy nhiên, thông tin hồ sơ báo tài chính, vay nợ của công ty này trống rỗng. Trên thực tế, Mizu Mongolian nợ tập đoàn của tỷ phú Lâm Quốc Thái 13,1 triệu đô la Mỹ. Theo HK01, với việc tạo ra vòng tròn đầu tư chồng chéo, số tiền 83,1 triệu đô la Mỹ biến mất một cách kỳ lạ, cả Huỳnh Hữu Long và Lâm Quốc Thái đều không đưa ra phản hồi. Tháng 8 năm 2020, một loạt doanh nghiệp ở Hồng Kông do vợ chồng nữ diễn viên đứng tên bị đổi chủ, doanh nhân họ Huỳnh bị gạch tên khỏi vị trí cấp cao của các công ty này. Nhiều dự án bất động sản của vợ chồng Long Vy tại Hương Cảng cũng không thể tra được chủ sở hữu hiện tại. Hiện ở Hồng Kông, phóng viên chỉ có thể tìm được 15 trên 30 doanh nghiệp Huỳnh Hữu Long nắm cổ phần. Triệu Vy còn chức vụ cấp cao ở một công ty là Seven Son Restaurant. Trong khi đó, Vân Phong Entertainment, công ty do chồng doanh nhân thành lập cho Triệu Vy đã bị giải thể không rõ lý do vào năm 2018. Hiện tại, báo chí Trung Quốc cho hay các phóng viên không thể liên lạc được với nữ diễn viên, đại diện và công ty quản lý của Triệu Vy hơn 2 tuần qua. Các nghệ sĩ trực thuộc quản lý của sao nữ lắc đầu khi được hỏi về bà chủ. Nghệ sĩ trong giới từ chối chia sẻ về ngôi sao mẹ hổ bố mèo. Triệu Vy chắc chắn gặp chuyện, điều này được người trong giới khẳng định. Chúng tôi được cung cấp nhiều tin nhưng gặp khó khăn trong việc xác thực.
không kênh truyền thông nào có thể liên lạc với nữ diễn viên. Chúng tôi tìm đến công ty của cô ấy, nhưng chúng đã ngừng hoạt động hoặc nhân viên cho biết Triệu Vy đã rút vốn, không còn quan hệ, Sina cho biết.